Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng giới thiệu một cái kỹ thuật để khắc phục cho những cái bức ảnh mà có độ tương phản thấp và có một cái lớp mà sương mờ hoặc là sương khói hoặc hơi nước mờ và làm cho cái bức ảnh của chúng ta trông nó không được rõ ràng. Thì kỹ thuật này là một cái kỹ thuật rất là đơn giản và gần như là chúng ta có thể áp dụng cho tất cả những bức ảnh mà có độ tương phản thấp, nhưng đặc biệt là nó sẽ rất là hiệu quả cho những cái bức ảnh mà bị phủ một cái lớp mà sương mờ như thế này. Thế để thực hiện thì chúng ta sẽ áp dụng vào đây hai cái hiệu chỉnh. Một là chúng ta sẽ thay đổi cái chế độ hòa trộn. Chúng ta sẽ áp dụng một cái blending mode khác với cái blending mode normal thông thường. Và thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng một cái lớp điều khiển adjustment curve để chúng ta hiệu chỉnh các cái tham số màu sắc cho cái bức ảnh này. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ thực hiện vào menu layer. Trong menu layer thì chúng ta tìm tới cái phần new adjustment layer và chúng ta chọn curve. Trong hộp thoại này thì chúng ta điều lưu ý quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ thay đổi cái mode từ chế độ normal sang thành chế độ linear line. Sau đó thì chúng ta có thể nhấp OK. Thì cái adjustment layer này thì nó đã được phủ lên trên cái lớp background và nó trực tiếp là tác động tới lớp background. Với cái lớp mà điều khiển crop này thì hiện tại là chúng ta chưa có can thiệp gì vào các cái tham số màu của nó cả. Tuy nhiên là nó đã làm thay đổi bức ảnh của chúng ta, bởi vì thay vì là đặt cái chế độ blending là normal như bình thường thì chúng ta đã thực hiện cái thao tác là đổi nó thành linear line. Và với cái chế độ blending mode này thì nó sẽ làm tăng cái độ tương phản rất là cao cho bức ảnh. Thế nhưng mà như thế này thì bị chói quá, bị tăng cái độ tương phản cao quá, và chúng ta sẽ điều chỉnh nó bằng cách là giảm cái tham số này thấp xuống một chút. Thông thường thì khi mà chúng ta giảm cái tham số thì chúng ta sẽ nghĩ tới là chúng ta dùng fill. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng opacity, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng fill, tại vì cùng một cái chức năng khá là giống nhau, nhưng trong riêng trường hợp này thì đối với linear line thì fill nó sẽ cho kết quả khác biệt với lại opacity. Đây chúng ta có thể xem nhanh, ví dụ như opacity này chúng ta giảm này, đấy, thì opacity nó sẽ trở lại cái trạng thái là nó mờ mịt như lúc ban đầu nếu như chúng ta giảm opacity đi. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta giảm fill thì chỉ đơn giản là nó giảm bớt độ tương phản, nhưng mà cái độ gọi là mờ mịt đó thì nó sẽ không bị phủ ngược trở lại giống như là cái ảnh ban đầu. Mà trong trường hợp này thì chúng ta sẽ giảm nó xuống còn độ khoảng 35%, không sáng quá, không tối quá. Tuy nhiên là một vấn đề thứ hai mà chúng ta phát hiện ra là trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng cái linear line này thì nó sẽ làm cho cái bức ảnh của chúng ta nó hơi bị ngả sang, nó hơi bị ám cái màu xanh blue. Và để điều chỉnh việc này thì chúng ta sẽ tìm tới cái property panel. Nếu property panel mà chưa mở thì các bạn có thể vào trong window và các bạn tìm tới cái property ở đây. Và sau khi mà property đã mở thì các bạn hãy nhìn lên trên danh sách ở cái trường RGB này, tức là phần color channel. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái kênh màu. Thì khi mà cái màu ở đây mà nó bị ám sang màu xanh nhiều thì chúng ta sẽ mở cái danh sách này ra và chúng ta sẽ điều chỉnh riêng cái kênh màu để chúng ta tăng hay giảm một cái màu riêng biệt. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ giảm màu blue bằng cách là chọn vào kênh blue, sau đó thì
thì ở phía dưới này thì chúng ta sẽ kéo cái con trượt màu xám này sang phía bên phải để chúng ta giảm bớt cái sự ám màu blue. Và trong trường hợp này thì chúng ta kéo thế này thì sẽ thay đổi cái giá trị input, và chúng ta sẽ kéo tới độ khoảng 40 gì đó khoảng thế, để chúng ta cắt bớt cái màu xanh blue này đi. Và đây là kết quả sau khi mà chúng ta đã hiệu chỉnh từ một cái bức ảnh mà nó rất là mờ mịt, thiếu độ tương phản, thì thông qua cái kỹ thuật là thay đổi cái giá trị adjustment layer từ normal sang thành linear line, thì chúng ta đã tăng cái độ tương phản, và sau đó thì chúng ta điều chỉnh tiếp làm sao cho nó phù hợp bằng cách là tăng giảm cái giá trị fill cho tới khi đạt được một cái kết quả mà chúng ta cảm thấy hài lòng. Và đồng thời quan sát thế này, chúng ta thấy có những cái phần nào đó mà nó ám ngả màu thì chúng ta có thể vào trong cái adjustment layer crop này, và chúng ta vào cái kênh mà chúng ta thấy rằng là nó đang ngả màu đó, chúng ta cắt giảm bớt cái màu sao cho đạt tới một cái kết quả mà chúng ta cảm thấy hài lòng, thì chúng ta có thể dừng lại. Và đây là cái kỹ thuật rất là đơn giản, thế nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là cân chỉnh lại những cái bức ảnh mà bị mờ, bị sương khói giống như là cái bức ảnh này, và các bạn có thể áp dụng thử những kỹ thuật này cho những bức ảnh của mình.